Kính thưa quý vị, trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 5 tháng 7 đăng tải bài viết Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm gỡ vướng cho hàng ngàn sổ hồng. Bài viết nêu thực trạng hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn hàng chục ngàn căn hộ chưa được cấp sổ hồng vì nằm trong các dự án có vướng mắc về nghĩa vụ tài chính, chưa biết khi nào mới được giải quyết. Bài viết đã thu hút được sự bình luận của bạn đọc. Đa số bạn đọc mong mỏi các cơ quan chức năng sớm đưa ra giải pháp để giải quyết tình trạng chậm cấp sổ hồng. Người dân mua nhà hợp pháp, thanh toán tiền đầy đủ là đã hoàn thành nghĩa vụ của người mua nhà thì phải được cấp sổ hồng. Những sai phạm của chủ đầu tư liên quan tới căn hộ thì nhà nước xử lý theo luật định. Không có lý nào một đơn vị làm sai mà bắt người dân phải chờ dài cổ. Bạn đọc PT bày tỏ. Người mua nhà đã trả cho chủ đầu tư tiền tỷ để mua căn hộ. Thế nhưng có người sau 10 năm vẫn chưa có sổ, có người từ 5 tới 7 năm vẫn chỉ cầm trong tay bản hợp đồng góp vốn. Dù họ đã nhận nhà vào ở, nhưng giấy tờ nhà chờ năm này qua năm khác vẫn chưa có. Điều này rất vô lý. Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm nhanh chóng giải quyết vấn đề này cho dân, bạn đọc Ngọc Dung cho biết. Tôi mua hai căn hộ, một căn đã 7 năm, một căn 5 năm đều của chủ đầu tư lớn và chưa có sổ. Dân thúc chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư đến thời điểm này cũng không có cách nào khác là chờ đợi cơ quan chức năng. Không thể kéo dài thêm tình trạng treo sổ này nữa bởi quá lâu rồi. Dù là sai phạm hay thiếu sót ở khâu nào cũng không phải ở người mua nhà nhưng họ lại đang phải chịu hậu quả. Bạn đọc Duy Thanh bức xúc. Việc cấp sổ là thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan ấy phải quyết liệt giải quyết. Nếu có khó khăn vướng mắc thì phải xin ý kiến cấp trên để gỡ vướng cho người dân. Nếu chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất mà chây ì thì cần cưỡng chế để sớm hoàn thành việc cấp sổ, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Bạn đọc Nguyễn Mạnh cho hay. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.